Dạ xin chào cả nhà. Thì mà cả nhà đến với cái video tiếp theo của em. Thì ở trạm của chị My á, thì có một bé rất là đặc biệt nha cả nhà. Thì em thấy bé nó bị mất hai cái tay. Trời ơi bà nịnh ghê chưa. Nó bị mất hai cái tay. Em không hiểu là cái câu chuyện như thế nào. Thì bây giờ em xin mời cả nhà nghe chị My kể thử cái câu chuyện của bé này nha. Ủa chị My, em thấy cái bé này nó bị mất hai cái tay á, là chị có biết cái hoàn cảnh của nó như thế nào chị My? Chị không biết, tại trước chị nhận chạm á là dạ, có sẵn bé. Là có sẵn này hả chị? Là bé gì mà theo ở video trước là chị có nói em là cái chạm này là chị nhận được khoảng một năm mấy thì đúng không? Cái chạm này ra cũng hơn một năm á, mà chị nhận cũng 7-8 tháng. Dạ, thì là bé lúc đó là bé đã có ở đây rồi. Có rồi. Dạ. Ủa rồi bé vậy rồi bình thường chị có làm xe lăn cho bé không chị? Có xe lăn, bữa có Mạnh Thường Quân á, bên anh về người nước ngoài á. À anh Oscar đúng không? Không biết đọc tên. Có cái chị anh. Có chị vợ tóc vàng đúng không? Dạ. Với rồi. Lại cũng Mạnh Thường Quân có hai bé lận. Dạ. Rồi Mạnh Thường Quân bên anh Siêu Nhân á cho 50%, còn bao nhiêu là Mạnh Thường Quân bên cái anh người Tây đó. Dạ. Mà tại có một mình My á nên nhiều lúc có Mạnh Thường Quân hay ai vô á thì My mới bỏ bé lên xe. Còn một mình nó bỏ, nhiều khi My làm công việc hay gì không có ngoài đây á, rồi mấy bé cắn lộn á, rồi bé này chạy không được. Thì bé lúc đầu mà bé nó đi xe lăn á, tại em thường em hay làm cũng làm xe lăn bên anh Thúy Lê á. Đó đó thấy ghét không? Đó, ganh tị á. Đó thấy mẹ My ôm cái ganh tị đúng không? Thì em cũng làm xe lăn bên anh Thúy Lê á, thì có mấy bé lúc đầu á, bé đi xe lăn thì bé không quen á, bé hay cắn với xe lăn luôn, chị cắn hư luôn á. Thì không biết là cái bé này nó có gì giống vậy không chị? Bé này không có cắn xe lăn em. Dạ. mà là có mình chị á. Rồi nhiều khi mấy bé kia thấy lạ lạ đó, mình để lên xe lăn đúng á, rồi thấy nó lạ xong rồi bu lại, nhiều khi nguyên đám cắn một bé. Trời ơi, bé này chạy không được. Vậy là bé bình thường bé vẫn đi xe lăn được đúng không chị? Đúng rồi, bé đi được. Thấy cưng quá mà cái này không biết là bị có Mạnh Thường Quân vô á My mới bỏ lên, tại có mình My á suốt. Dạ. Á chú kia sáng vô xịt chú mấy tiếng chú đi về rồi. Cái này là chị phải vô chị bỏ lên xe lăn á để cho nó, thì chị phải để ý cho nó nữa. Mỏi cưng quá chị ha. Nhiều khi mình lay, thí dụ giờ mình bỏ xe lăn đi rồi lay quay nấu ăn hay là lay quay cho mấy bé khác ăn á. Dạ. Rồi mấy bé sủa ở ngoài đây bị cắn la mình đâu có nghe được đâu. Trời ơi, là bình thường là nó bé nằm trên giường, nãy em thấy nằm trên giường vậy. Nằm trên giường khi đi. Nó ngoan quá chị ha, nó không có la, nó không có quậy ha. Còn mấy bà này nè, trời ơi ganh tị. Rồi đây con dây chuyền bự dữ vậy. Rồi mấy con bé này nó nằm thấy ghét rồi. Bữa này chị tắm thường không mà sao thấy mấy cái lông nó mướt dữ vậy chị? My có tắm em. Nhưng mấy ngày chị tắm? Tắm tại vì á giống như là có một mình My tắm mà 153 bé lên xe tour. Giống như mấy bé nào á mà My vừa mới chích ngừa á. Chích ngừa với lại tắm là My đeo dây nhìn đeo là dây để là mình biết đúng không? Mình làm dấu không? Tại đông quá mình không biết. Cứ tắm bé này xong rồi làm dấu xong rồi bắt bé khác tắm. Con mình chị My rồi cả nhà. Đây là cái công việc mà cho các bé, chăm sóc các bé với lại tắm rửa các bé cũng rất là khó khăn. 150 mấy bé rồi ngồi em nói tắm không nói chuyện hết mấy cho ngày ăn cả tuần cho ăn, không có phải để một cái thau bự hay là như cái máng giống như cho heo á. Dạ. My cho ăn từ tô á nên nhiều khi nó cũng lâu chia ra hả chị, giống như là 153 bé, ví dụ My đóng cửa lại cái khu này dù 30 bé. Dạ, thì My cho ăn 40 tô. Ví dụ bé nào ăn nhanh á thì nó qua tô khác nó ăn, chứ mình không có để nguyên một cái thau, mình không có để cái thau bự rồi giống như cho ăn chó lẹ không á. Dạ. Trời cái mặt nó thấy ghét quá trời. Vì đây con ở với mẹ My là con sướng nhất rồi đúng không? Con bé kế bên này nó bị viêm da chị. Viêm da My đang trị mà anh biết sao thấy tại mọc lông lại nè. Tại vì á đang chích My mới vừa chích chích ngừa 7 bệnh á nên cử tắm tuần lễ. Đúng rồi. Nên mấy bé cử tắm. Bữa mới chích mũi đầu rồi mũi sau 100 bé 19 triệu. Đúng. Ồ, đúng rồi, chích tiền đó thì nó mắc lắm. Là hai mũi á. Dạ. Hai mũi 100 bé. Rồi bé này, bé này nó có tên không chị? Chị có bé đặt này tên đặt tên bé cục. Bé cục hả? Trời ơi tên nghe dễ thương quá. Mà nhìn mặt thấy thương quá trời luôn á.
Hiền. Hiền. Bé cái hả chị? Bé gái hả? Bé gái em. Hồi trước á mới vô á ẵm không được, khó không ai ẵm được á. Rồi cái mình cho ăn với mình dụ á, rồi mình giống như mình vuốt che này nọ, từ từ mới ẵm được. Em nghĩ là nó bị ám ảnh với cái lại cái người mà chặt cái chân của nó đó. Chị như thấy người có sợ á chị. Giống như mình gặp cái gì mình cũng bị cái gì mà nó ăn sâu vào cái trong tâm trí của mình là mình hay bị sợ lắm. Vì tụi nhỏ cũng vậy thôi. Tụi nhỏ nó cũng biết suy nghĩ, biết này kia, biết buồn, biết giận hết á, mà tại nhiều khi nó không có nói được. Này em thấy nè, trời, chị thấy chị mới ôm bé cục không mà con cái bé này nè, nó lại là nó nịnh thấy không? Nó nằm kế bên nè, canh giữ. Ôi đâu có ai đụng tới mẹ mi con đâu, con canh giữ vậy hả? Thì bé kia gà đáng nằm. Nó nằm có lăn lộn. Nằm lăn lộn, cái ghét không? Ở đây đường cái em thấy nó mát hả chị ha? Mát, gió nó thoáng. Tại đây cây xanh nhiều nè. Cái cục nói chung là cũng phải làm xe lăn cho bé đi. Mặt thấy ghét quá cả nhà coi nè. Thấy ghét không? Nó nằm vậy đó. Nằm vậy mà chịu sao nổi, thương sao không thương được. Rồi cái đeo theo nó, đi đâu đeo theo đó. Bé này của chị đó, chị cứu á, bị viêm da nặng lắm, gần chết luôn á. Trời ơi. Nuôi 2 năm mấy rồi. Mà sao mà những cái người chủ sao không? Khi mà mấy bé mà nó đẹp, nó đẻ, nó khỏe mạnh á, thì nuôi còn tới chừng mà bị bệnh hoạn, không bao giờ mà đưa mấy bé đi trị bệnh hay gì á. Cứ bệnh là bỏ mấy bé hết. Thôi nè, đừng có liếm cái vết thương của tôi. Tưởng khô bò à, liếm hoài. Đó. Trời ơi, nhìn thấy thương quá nha. Nhìn chịu nổi cái mặt nó buồn. Bé này cũng bị bỏ nè. Cái này hả chị? Trời ơi. Mạnh Thường Quân á. Nhìn bé đẹp quá trời nè. Cứu á. Cứu xong rồi đó, ốm lắm. Vô đây cái thành heo. Hai cái lỗ tai nó mắc cười quá à. Em nghe nói mấy bé mà cái chân mà bốn cái chân trắng vậy là thông minh lắm á chị. Giống mang vớ á. Chứ mà cho chó mang vớ gì đó, bốn vớ á. Là nghe nó thông minh lắm á, nó khôn lắm á. Cái mặt nó kè nguyên một cái bò bò. Bò bò. Bò là bò, bé đeo dây chuyền. Bò bò có biệt danh kêu ra. Biệt danh là bò đại gia. Bò đại gia thấy đeo dây chuyền bự quá trời luôn à. Mà bé nó cũng bị viêm da hay sao chị? Bé nó bị viêm da, bữa chữa hết xong rồi cái bị lại á. Rồi cho chị My lấy bé kia ra cả nhà. Đó, còn bé này đứng thấy thương không? Tại bé này không có lông á, đang chị viêm da, đang ngủ. Bò ra bò. Thương quá trời, thương luôn cả nhà. Bò đi ra đây bò. Bò. Trời. Bò đem đi chuyện bự dữ bò. Bò là biệt danh bò đại gia nên đem đi chuyện cho vui. Ủa cái này là đúng, cái bé này là cái giống không có lông hay là sao chị? Hay là... Có lông á, mà tại bị viêm da nên mới đang chị á. Biết sao mỗi lần mình cạo á, là nó mình tắm thuốc á, thấm vô da bé nhanh hết với lại đỡ tốn thuốc nữa. Trời ơi, thấy ghét quá nè. Đứng ra ngoài tôi quay xíu coi, đứng ra ngoài tôi quay phim cho nè. Đứng về sao mà quay được. Đem dây chuyền bự quá, mấy ký luôn à. Thương quá. Cái bé này là mới cứu hay là sao chị? Bé này đó nhận chạm là có rồi. Nhận chạm có rồi hả? Trời ơi, thương tại quá. bé này là có một chị ở bên Mỹ á. Dạ. Chị xin á. Chị nói nữa hết dịch chị về chị đem. Rồi cái chị đặt tên đó là Bo Đại Gia. Bo Đại Gia. Bo Đại Gia truyền bự. Trời ơi, ghê nó nịnh kìa. Ủa chị, ở đây còn con bé nữa nè. Đây con bé nó cũng bị liệt hay sao chị? Bị liệt. Trời ơi, thương quá vậy. Bé này bị cục hai chân sao? Sao mình thấy thấy tụi nhỏ thấy tội quá trời luôn. Cái này là cũng hồi lúc con nhận chạm cũng gặp rồi đúng không chị? Có sẵn cũng rồi. Cũng có sẵn rồi. Nè bé đực. Bé cũng có hai cái chân à? Rồi chân chắc bị xe cán quá. Ủa nó đi bằng hai chân trước không mà chị? Ủa nó đi bằng hai cái chân trước không mà? Với hai cái vai nó bự luôn kìa. Đi dữ lắm, nhốt quá, nhốt lại la ông sầm. Tại đây em biết với lại chạm thuê cũng có nhà người dân á. Dạ. Chó la quá người ta cũng phản ảnh, người ta thương ngoài quận với lại quỹ ban á. Dạ.
Nói chung là thật sự mà cái người mà thương phải thương lắm mới đảm nhiệm được những cái trọng trách chứ không vậy. Bởi vậy có nhiều người mà người ta không hiểu á, hay là em không biết là những cái người mà hay vô nói xấu chạm này chạm kia, rồi kiểu như nói ở mấy cái chạm mở ra để lấy tiền mạnh thường quân, rồi mở ra để kinh doanh, thì em không biết là những cái người đó không biết người ta suy nghĩ sao, hoặc hay là chắc là những người đó là những người mà người ta thấy mình cứu các bé rồi người ta ganh tị. Giống như kiểu chạm, như là những cái người mà chứ. Kiểu như những cái người mà người ta buôn bán bắt chó rồi chị, hay vô comment thấy mình cứu các bé vậy cái đầu tức. Giống như chạm mi cũng vậy, không cũng có tin nó mày bỏ đói chó đứng không nổi đi không nổi. Trời ơi nói thật sự chứ mà gì vô gì tận mắt gì thấy luôn chứ không phải qua hình ảnh gì cũng thấy đó. Bỏ nhưng mà mấy bé mà bỏ đói vậy? Em nói cả nhà bé bỏ đói chừng 1 ngày 2 ngày thôi là nó đã la mà chịu không nổi rồi, đến chi mà nói chị My bỏ đói mấy tháng hả? Nó bỏ đói không nó chó đứng không nổi đi không nổi. Thôi đừng có cắn con, trời ơi nó quậy thấy ghê luôn kìa, ngứa răng thì rồi kìa, nó cắn kìa đó cả nhà thấy không, rất là thương tụi nhỏ luôn. Trời ơi quậy, trời ơi nhoi dữ vậy, đeo theo ơi nhoi kìa. Mày đi đâu rồi, đi theo à? Ôi trời ơi nó cưng quá chị, nó ở chạy kìa. Thôi con, tới giờ đó, tới giờ giỡn rồi đó. Đó cả nhà thấy sao, thấy mấy bé ở đây sao? Con, cả nhà thấy mấy bé ở đây sao, cả nhà có thể cho em ý kiến hoặc là bình luận ở phía dưới video ha cả nhà ha. Thì cái bộ luật mà 20 tháng 4 nó ra thì em mong là sẽ có nhiều người sẽ được nhận thức hơn và sẽ không còn cái tình trạng mà buôn bán hay là giết mổ các bé nữa. Thì em mong là cả nhà xem được những cái video này thì cả nhà sẽ thông cảm và thương những cái chị, những anh chị mà làm ở các trạm. Tại vì anh chị đã bỏ hết cái thời gian của mình, bỏ hết cái tuổi thanh xuân của mình để tập trung lo cho các bé. Đó cả nhà thấy không, như vậy nè thì đâu có chị My đâu có đi đâu được, tối ngày chỉ ở đây, các bé cũng không có thời gian dành cho bản thân. Nói chung là những cái anh chị mà ở trạm á thì thật sự là nói một câu, thật sự là rất là nể phục, rất là khâm phục các chị các anh luôn. Thì em mong là cộng đồng mà yêu thương động vật thì sẽ càng ngày càng phát triển, và những cái tệ nạn mà buôn bán đánh đập các bé thì sẽ không có còn xảy ra nữa, để mà cho các bé nó có một cái cuộc sống tốt hơn, có một cái nơi ở cũng như là cái môi trường sống tốt hơn đó cả nhà. Đi ra nè. Núp hả chị? Hả? Núp trống cái gì vậy? Mấy bé khác đó. Dễ thương lắm cả nhà thấy không? Khi mà chị My làm gì đó thì tụi nó tụi nhỏ hay quay quần bên nhau á. Thì chắc em cũng xin kết thúc cái video tại đây nha cả nhà, để cho chị My làm việc với cho các bé nghỉ ngơi nữa. Thì em sẽ hứa sẽ quay lại chạm chị My ở những cái lần tiếp theo. Thì còn bây giờ em xin chào tạm biệt cả nhà. Hẹn gặp lại cả nhà ở video tiếp theo nha.